Chắc quăng tới mùa quýt. Chị cứ từ từ nhé, đợi em 15 giây em chạy chạy lên mở vòng. Em đang ở đâu? Em ở vòng hơi xa đấy. Chị thấy nó nhảy qua bên kia. Cú ba một viên. Hướng. Ai? Úi giời ơi. Con lên mở chưa? vòng, mở vòng hả mày? Mở cả, vòng. Nó cả 98 mày ơi, à khá. Nó có mở vòng một thằng, mở vòng bên đây. Bò xuống được. Bò bò xuống. Rồi sao? Nó mở vòng hướng thẳng mặt chị rồi nè. Rồi đã thấy. Đã W. Thấy chưa? Nhảy xuống cứu chị luôn tụi mày. Mở vòng hả mày? Mở vòng hả mày? Tôi mở vòng hả mày? Ui đời. Chevy happy. Tôi mở vòng hả mày? Mở vòng đi con. Chạy sao? Mở chạy sao? Cái thằng kia chết chưa Chevy hay là cũng thôi? Cái thằng em vào bốn giảm thanh đây rồi. À thấy nó rồi. Mày. Ôi ôi ôi. Hai team chứ không phải một team đâu. Còn một thằng bên kia nữa kìa. Hướng 65 nữa. Sao đi đâu? Có gì có slot cho em chơi với hai anh chân kia không quen có chơi. Ủa mà có chơi chung không? Em có chơi chung với hai anh trên đó không? Ừ, em không quen, nãy có slot thì em vô chơi dán rồi. Em chơi bên Tú với Cường Bí rồi. Mà mày bắt cái thằng chạy xe kìa Sammy. Ấy da, bên đó một team nữa. Bà Nguy. Bên đó một team luôn á. Chú kiếm chị lép đi, chị lép lần 2 kìa. Tối. Tùng. Anh Thu ơi, Thu ơi, Thu ơi. Đi ơi, đi ơi. Ủa, anh biết Cường Bi đang bắn hả? Đang bắn. Đấy, bắn nữa nha, tí gọi. Bom xuống cũng được. Có bom. Nó sẽ chết. Đây nó yếu rồi. Đó. Trời ở ngoài chị bắn thấy không? À bên đây nữa nè. Trời ơi bên đây nữa nè. Anh xe máy má tìm hướng, tìm up vậy đó. Hướng cái NW nữa. Ở đây đâu đông dữ vậy? Đó bởi không đâu. Có best sniper là không có ai cover xa chứ. Có nếp đâu mà sợ biết cái cục cất. Nó đông đầu cố luôn. Chơi phải UMP cấp 6 hiểu chưa? UMP cấp 6 hả? Ừ. Chị nhảy vào nhà chị lấy đồ đã. Nhảy lên xác thằng Quỳnh ngồi chị lút đồ nó đã. Đáp hơi bị ui sao vì. Hả? Cấp 6 bắn ngon á, em thấy bắn cũng khá được á. Là giống bắn M16, giống như bắn M16 là siêu lực nha. Là giống như cấp 8 hồi xưa á. Ờ. Cái deck nào kìa có cả cường Bi nó đang ở trong clan mình. Cường Bi đang chơi với ông Tú. Đang chơi với Tú. Chơi đâu, em xong rồi. Đi hả? À. Dạ, nó cả... chơi PUBG mà. Vãi cả cứt á. Ủa anh hồi đó em chơi PUBG đầu tiên là em chơi với tụi nó đó. Tiếp đi tiêm đi cọt là em chơi với tụi nó mà. Chắc là phải lên anh hỏi đó. Ủa em cũng biết là cái cô phải nát là em chơi PUBG. Ủa anh hồi đó ốp bên kia nó cũng có chơi PUBG mà. Nó ngồi. Đó. Ê, máu nước đầy đủ lại nha bạn. Ở chạy đâu hết rồi sao đi? Ờ, còn hai thằng hướng lời e, đi trong bờ tường ấy. À, thấy rồi. Kìa, kìa, đó, đó, cái đầu đó kìa. Cái đầu đó kìa chứ liếc. Một viên vào đầu rồi. Thằng mũ 2. Thằng mũ 2 một. Đâu, chị bắn. Cao lên chứ nữa. Vướng tâm. Hiểu rồi, hiểu rồi, lên, hiểu rồi.
Ok. Có đâu cái đứa. Chờ đi xong trận. Rồi có thêm người gánh team à. Ê, dạo này em bắn snip ghê vậy đi nên tôi. Quả giờ ba. Quả giờ ba con chó nó đứng đấy em thịt cả ba đấy. Lên đây mày. Mạnh lên ra trận mới luôn. Nó có 2 thằng thôi, anh chết 3 thằng rồi. 3 kill luôn ạ. Anh Tú phải làm sao ngoài Bắc để làm team clan bắn giải viên nghiệp ngoài Bắc nữa. Chủ em bảo em bắn miền Nam nè. Anh chơi cái mấy cái này phải giờ chuyên nghiệp đâu, chơi cho vui. Ơ, anh hiểu mà bà. Ờ. Ơ, anh vào lúc nào ấy? Vào nãy giờ gọi mà không thấy trả lời. Tắt tắt tắt. Này. Em vừa mới tắt rồi em không để ý. Cãi thật. Đang live stream. Từ live vụ gì anh? Đang live bút mà lúc nào anh bắn trả live trên YouTube. À. Tại team bên clan Discord này bạn đi bắn giải chuyên nghiệp mà. Clip riêng nhập à? Có, clip có trong team miền Nam luôn. Ô, bắn server thường hay test vậy? Thường, thường. Em đang bên server test tí. Chờ đi sắp xong rồi, còn người đã... Nhanh em ơi, ra trận mới đi, số giết đi. Mạnh mẽ lên. Gái ơi, mạnh mẽ lên gái ơi. Kiểu gì chẳng chết em ấy. Đấy, tường nghe xong lên, giết luôn. Bây giờ lên cầm quả bom ném thẳng mặt nó luôn. Ô bom tự sẵn được. Bây giờ phải làm quả IS. Ngó nghiêng như tay. Nhìn buồn cười. Chuẩn bị là chúng mình ăn hành này. Con nó trên nhà cướp xe là cướp xe dí luôn mày đi thẳng ra rồi bắn luôn what the fuck anh Tú. Cái gì? Chọc mù mắt em đi. Em lít tìm đi, lít tìm đi. Lít làm gì? Thằng kia nó nghỉ rồi. Cho hiếu mập vào. What fuck? Out team. Kích được mà. What fuck? Out. Kích được mà cần gì phải out. Kích được á? Quên. Mới lại. Thề luôn ông Tú này quê ở đâu ấy? Quê Hà Nội. Nhiều lúc em bắn với anh Tú buồn lắm anh hiểu ạ. Buồn ghét. Chat trong game nhá. Chat game mà chứ không nói Discord. Ờ đi có đứa nữa, nó không vào Discord. À. Vậy thì tắt Discord. Nó bị ban tiếng. Hé nhô. Anh hiểu ơi. Nghe. Nhiều lúc em chỉ muốn nghỉ game thôi. Bắt cái gì vậy? Nhiều lúc em chỉ muốn mình nghỉ game thôi anh hiểu ạ. Chị, em vừa bắt cái gì vậy? Em đang bắn nó thì hết đạn anh ạ. Ông Tú tại quá. Chém gió bắn. Bắn cái gì vậy? À mà bác đạn không trúng Việt Nam là sao? Có trúng 2 viên cuối. Anh hiểu biết tại sao em muốn nghỉ game không? Tại vì đôi lúc em phải nghỉ game cho lớp trẻ này ở anh Tú nó lên ấy. Chứ không có kiểu mình cứ bắn suốt này mình gánh anh Tú ấy ỉ lại. Gánh cây đéo gì. Thế luôn. Lớp trẻ dạo này nó nát quá. Nhảy đâu? Các chú nó muốn nhảy đâu?
Về nhà chứ còn gì. Tận mẹ luôn. Mà hôm qua anh với chị Liếp đùa làm 24 kin. Mà... thôi luôn. Căng vậy. 24 kin á? Ờ, solo á? Đùa. Nhảy 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 nhảy. Pekado coming. Em thằng nhện đeo ba tròn không? Chúng xuống là thằng có súng, thằng đó là bố thôi. Trong đấy không có giải chơi bắp. Ngoài này có mấy đâu, anh có tham gia mấy đâu. Ôi, có một team làm việc nhanh gọn. Ờ, có team ấy. Một thằng, sao có thằng này, nhà L kìa. Nhà L, à có thằng nhảy cao luôn này. Hai thằng, hai thằng, hai thằng. Lời yếu. Có bộ bàn anh. Vãi. Nhà lờ hút đấy nhá, hút rồi. Chết mẹ. Nhà lờ yếu nhá. Nó vừa chơi nhảy dùng quá. Nghênh chiến thì còn gì nữa. Qua cho anh này. Yêu luôn. Tầm 1 à? Tầm 1, tầm 1, tầm 1. Đây, nó đến rồi. Hai thằng qua nhá. Đừng chạy anh, đừng chạy anh, đừng đủ. Tập 1 tới nhanh. Sau nhà hay sao, chỗ ô tô đổ nát. Fuck. Nghe, nghe tiếng của ông người đâu. Ra này anh chú ạ. Canh, canh cho mình. Bên này có ca này. Dưới tầng nhà mình đâu nhỉ? Trốn kỹ bạn. Đâu? Cường làm sao bị bắn nó kịp. Đâu 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 đâu. Xe xe xe, lấy xe rồi xe. Thằng Cường nó bị disc kìa. Vừa kìa.
cho quân mạng nào vào là canh đó rồi. Không thấy đồng tĩnh gì nha, dưới ngoài nhà anh chạy tới ai. Xe đóng ở ngoài này rồi thôi. Lẹ quá. Đi đéo nào, may quá em không bị chết. Họ đi anh là canh rồi. Họ lấy bút đi rồi. Anh xử từ xong đội trong này chưa? Mà đi đâu? Chữa chưa chưa? Đù má. Em đang chơi bị đít. Rồi bảo cá đâu. Đánh đạn vậy. Có rồi, cầm đi, có rồi. Lấy đạn đâu. Cái quái nào của giờ em đứng ở giữa đường mà không thể nào giết em được, may quá. Alo alo alo. Alo. Mấy thằng té. Anh có thấy nó không? Không. Là em nhìn thấy mấy thằng đi xe. Không, ở cái nhà này này. Ở cái nhà sau cái nhà đỏ này luôn này. Ở thằng á? Ở nó vừa chạy vào đấy xong. Thế ở thằng nhà L ấy, hiểu cơ. Quên cơ cả đạn đi. Ở đâu? Nhà đỏ đối diện, hướng về nhà xe A, khu xe A. Mà nhà cái nhà sau cái nhà đỏ ấy. Cái nhà có mấy cái thùng ở trên máy kìa. Nhà sau nhà đỏ nhà mấy cái thùng trên máy. Nhà mấy thùng trên máy, what the fuck. Thế nào vậy? Nhà trước mặt em đấy á. Đúng rồi. Cái nhà đấy đấy. Cái cột điện ở đến cái nhà đấy luôn. À. Cái khu ấy rồi, khu chung cư rồi. Em vừa bảo nó ở trên mái, không ai nghe thấy gì. Anh tắt mic rồi. Rồi vừa loa. Đúng rồi, em đang công sang cứu anh thì anh bị mất mạng. Đen vãi. À vào đâu. Tổ của anh không chết. Anh nhìn ra mày lấy đâu ra chết. Đứng ngoài đường, đứng giữa đường luôn. Ngồi sát góc, đường đâu. Thằng kia đâu chạy? Bắn được thằng đó. Vi ơi, Vi, ở chỗ này á. Đây này, đây à? Em ở nhà đấy. Ê, vừa thằng ném flash. Không em ạ. Em tinh là tinh màu đau cam. Em ném cái lửa kìa. Em xuống đi, sang nó sang nhà nó hèn vậy. Cái sáng minh mạnh luôn. Tầng hai, 4 tầng nhá. Chó này mà bắn bố mày á. Lên tầng 5 đó. Đó chung cư rồi, thấy rồi, trên tầng trên cùng. Tầng 5 đúng không?
như hai thằng trên đấy phải một đâu. Núp núp em vậy. Hai thằng. Ôi UMP với lại mấy K có gì đâu. Thật tỉa đấy cho mình. Đi. Hơn. Rồi. Nhảy xuống rồi kìa. Nhảy xuống rồi. Chúc mừng em mày, K này. Đéo nhìn cái gì. Em có bom à. Lại đây chung cư hả? Nó thật kìa. Lại trong rồi, vào chung cư rồi. Hai cái anh Tú, tầng hai cái nó mới chạy kìa. Đấy nó mới chạy chỗ đấy đấy. Mối lên công ty rồi kìa. Sao anh biết? Vệ team build. Anh hát team build trước mà sợ quên. Một viên. Tầng 2. Cái số tầng 2. Chết một con thằng. Thằng à. Đó, cường thấy không? Một thằng đấy. Đúng quá củi. Ố, thịnh rơi ngay đây này. Ngon. Rơi ngay trên đầu mình luôn. Thơm. Đã đủ, 24 này em ơi. 24 rồi. 24, 24. Đã biết luôn nha. Phải lại luôn đó. Làm ra nhà rồi, cút luôn đấy nhá. Em đâu có nhiệm thân đâu. Cút luôn đấy nhá. Anh còn đéo súng dài, bố ngu bệ. Lên lên xe. Ôi, có thằng. Chuyển đổi hướng 55. Em vứt 124 đấy. Ok. Chuyển đổi hướng 105. Rồi, em thấy rồi. Được rồi.
cho cắt nhé. Thằng như không có mũ hay sao? Rồi. Cái tội bắn bố. Nó đi xe kìa. Nó đi nữa. Bắn phát toang sọ luôn. Em vừa lời. Còn nhiều đàn ông. Sao? Nó sau cục đá ngay ngay hướng 165. Một thằng đâu. Cái này mà vừa ăn được. Đi. Vậy. Cục đá bao nhiêu? 165 á. Đúng nào. Anh từ anh lấy xe ạ. Lấy xe bên này. Có đi xe không? Đi xe nhá, xe có đây này. Hai thằng kia chạy. 170. Nó ở trên đá. Chạy ra. Một viên. Hai viên. Bắn nữa không chết kìa. Bắn sau đi, bắn sau đi. Đây à. What the fuck, ai bắn vậy? Nó bị một khác. Nó mà. Chạy kìa, chạy kìa. Anh chú, anh chú. Đi đi. Em ra chơi với bối đây. Ờ. Đi lên xe này chi. Tìm ngay đây đằng thua. Bên trái ngay cái đồi. Nó bị công, nó bị à, nó kêu đi.
Ôi bạn nó chết hết rồi. Anh bay mũ rồi. Vào nhà, vào nhà mày. May mình ăn được cái này. Thằng đấy giỡn mà đấy. Thì lúc này phạt. Ui lại còn thính nữa kìa. Nè tới nữa. Tú bên trái mình chỉ có lo lên Tú. Đây đang ai cũng nhìn. Đứng ngay trước mặt rồi nhìn. Nhìn nhó. Lên đồi em ơi. Lên đồi đi chị hiểu ấy. Mất mũ à? Em mất dao. Trên đồi bắn cho dễ. Mình canh bọn dưới luôn. Xoay, nhờ gần đây. Hết rồi luôn. Mấy anh chị, hả? Ở đâu rồi? Đấy, bắn rục rồi. Đang chạy bắn giữa đầu. Thằng sau lưng mình nhỉ? Ừ, đúng rồi, thằng chú bảo ấy. Đang chịu kìa. Chết. Ôi bên phải với hai thằng bắn nhau kìa. Cái gì vậy? Bắn đâu một kiểu. Đấy. Chạy đi, đúng không? Đúng, thoát được, đi vào đường đồ để thoát được. Anh đang đứng nhặt đồ. Đâu? Đấy, hướng đấy, hướng 30. Được em ơi, được em. Được em. Được em. Chạy đường dưới, chạy đường đấy. Đâu quá. Đấy, chạy đường. Đường chạy đường. Vào gặp nhau hết. Nói thật mình mất vũ rồi, giờ sao mình ăn đạn vào đầu là xác định. Xong, quang sọ ngay. Đây này. Cho vào cái kệ nó đem đi. Đây sống rồi, không bóng mười, không bóng mười. Tính kìa, tính kìa. Nó bắn, nó bắn. Nó chạy 15 này. Máu cho nước, cho máu cho anh với. Em không có, toàn băng đi thôi. Cũng được, vứt băng đi đi, vứt băng đi. Má cho người giờ vô sẵn. Có máu luôn ý. Em đi đâu.
Đấy, bọn nó phải chạy của mình mà. 355. Trái tôi đúng rồi, trước mặt anh đó. Chỗ sang em à? Đó, từ đó thôi. Khó quá, không có mũ. Đừng bỏ ra cho anh, đừng bỏ ra cho anh. Lên. Đằng sau anh. Chạy luôn, chạy luôn, chạy luôn. Hết cả máu. Ở này chắc được top 2. Top 1 khỏi lắm. 4 kill à. Giáp đỏ còn rót vô 2 miếng. Cái gì vậy? Cũng cần mà. Thằng đó cũng có một. Ê. Đó. Đúng á, một thằng một team. Sike giờ tới mua xi lanh.
mập quá, vô không bắn được thằng nào quá. Ờ bắn được mày. Thế thế bắn thua của Nick kinh không? Ngon thế nhỉ, bệnh viện đấy đó. Em đã không bắn được nha. Có 4 em đã không bắn được. Nhảy sớm vậy. Qua team bắn được mấy giờ thì đông vãi. Nuôi gọi chú ấy. Hiểu? Qua bắn được 2 giờ. Mấy giờ? 2 giờ. Có thằng à. Cứ bắn lâu vãi chờ cháu tới slot. Thôi để sau chúng dân. Tụi nó bắn anh à? Sao mình nhặt súng rồi mà mình không nhặt được nhỉ? Ai cả đài. Nó giết mình rồi. Anh nhặt súng nó không lên súng. Trong khi thằng đấy nó vừa đi ngang qua nó giặt phát lên súng luôn. Nó lạ. Thôi trời ơi, nó có nghe không? À, thấy rồi. Ừ, anh em gái là tu. À gái à? Ai?
Tiên tri, tiên tri. Em gái nè. Không không. Đệ anh. Và anh tên Dung rồi. Một cục tạ rất nặng. Nó qua mấy chục cân rồi. Thôi em ao đây. Đây ra trận mới, có bắt được không? Không, ao đây. Ao luôn không ạ? Đâu đây? Đâu đây? Mita nhá. Sao cũng được. Mới đi nhậu về bê bê bắn áo vậy. Tắt mấy quả đi con em ơi, cho đỡ ổn và vàng vàng. Còn ai không chi? Gọi đốt vào chơi này. Ngon cũng có vẻ đông đông vui rồi là còn ai không gọi lỗi vào chơi chơi không có kia là có đủ tim à năm đứa mà cho đứa gà nhất ra ngoài
Bài ca hay. Em trận nào cũng giết được người. Trận nào anh cũng giết được người mà. Trận nào anh cũng giết được người. Anh cũng cần gọi như là chết rồi học cùng. Em chạy đi để chết sau cùng. Chấp nhận số phận đệ. Với cạnh nhà anh có cái thằng này. Nhà vàng sau mình hiểu. Nhà hướng 125 này. Thằng bên đấy nhá. Yo. Trên tầng 2 ấy. Nhà kia kia, nhà trắng bên cạnh, nhà trắng bên cạnh. Chưa còn 10 phút, từ từ. Từ từ. Còn 10 phút. 10 phút cứ bắn nhau đi. Chưa phải drop đâu. Bỏ đi, quay lại thêm gì, đúng không? Để em đi lót đồ đây tạm biệt. Đi lút thì làm gì nữa. Giết thằng bên nhà trắng kia hiểu. Bật mic cái game này. Đi rồi, đi rồi, đi rồi. Vâng, bật mic trong game ấy. Rồi rồi. Người đi đủ gì vậy? Mình nhào nàn vào đâu. Phải chiêu súng, mỗi xoắn ăn đâu. Đâu, đâu chứ. Mỗi xoắn ăn với nó. Bắn em ở mãi đâu ấy. Nhìn thấy rồi sao? Đây 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 em. What? Hai thằng ra rồi, hai thằng ra đây. Sóc lọ một viên một phải liền thật. Đi đi em. Nó ra kìa.
tôm chết đây. Kìa 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 kìa. Bắn nó. Giết luôn. Giết luôn. Rồi, ok. Đóng cửa vào ao luôn. Kìa, qua kìa, qua kìa. Mở cửa chạy ra luôn, mở cửa chạy luôn, đừng đứng đấy. Đấy, phải thế. Đâu đây? Chọn đi chị. Để đâu? Chọn đi. Nhảy đâu cũng được. Chọn đi. Vãi bộ chịt kìa, chơi luôn. Ủa gì yêu ấy, vậy đấy. Trời ơi, chết trước này. Mạnh mẽ phở lờ à, em ngu nhất ở đây luôn. Đông vui ghê. Ui, đi. Ra ba nhà bên phải đi. Tôi có mẹ là tôi cũng hỏi. Đứt nháy mà. Cái thằng có súng. Đúng gì? Xuống xem không có súng nha. Anh đang nhặt súng thì thằng khác vào dí luôn. Thank you.
sống dai vậy. Ở trước mặt chi có thằng đang chạy kìa. Đường 60 em ơi. Có thằng vừa chạy qua đường. Trong nhà đối diện này, đường 65 này. Chết luôn, Việt Nam an 17 cm. Thank you.
ơi, nhiều mộ thế. Nhìn này. Nhìn này, cỏ váy này. Ngon. Xinh gái vậy. Cái này, váy này hiếm phết đấy. Mở ít khi ra. Súng thì chịu. Anh cứu nặng quá. Lại cả nặng. UAB tầm gần nhiều bắn phải mau sao em bắn UAB tầm gần nhiều mãi dần cả mình em bắn chừng đốt em mà người chịu đúng là nóng sao đi tìm được.